cảnh vẫn vậy mọi người. chợ Ba Miền à đâu. Ồ, mình phải cố Ba Miền. Ồ, qua mua trước cái đi, mình qua chợ mình mua đồ trước. Dạ cả rồi, lẽ đâu còn biển xanh ấm cộng đồng người Việt ở xa đâu. Tôi có anh em ở bên đây, tôi có thân nhân ở bên kia. Hello. Dù Nam Bắc tôi vẫn mong được anh I'm gonna translate for you. I do my best. I speak Chinese, so I'm sorry. But anyway, go ahead. Good evening, everybody. I am Captain Rob Brown of the Seattle Police South Precinct. I'm Rob Brown của Police South. So the South Precinct is responsible for this area as well as many other communities. South Precinct là chịu trách nhiệm các cái vùng ở giống như chúng ta đang làm việc ở đây. If you drive up Othello where it turns to Myrtle, we're right across the street from Van Asselt. Nếu quý vị đi đường Othello thì cảnh sát nó sẽ nằm bên tay trái của quý vị. The area that the South Precinct covers from Interstate 90 down to the southern city limit and from Lake Washington to the Duwamish Waterway. Thành ra cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm từ I-90 cho tới đường Rainier kéo về hướng bên đây. Đồng cảnh sát phía Nam. Yeah. Từ I-90. From I-90, right? Okay. All the way from Lake Washington to Georgetown. Okay. Oh, yeah. anh đã tên gì để chào? So, I have been the captain for a little over a year. My very first day on the job in the South Precinct was July 28th of 2023. Ông làm captain khoảng một năm kể từ tháng 6 không ạ? Tháng 7. Cho tới bây giờ, cho tới năm rồi cái cho tới anh giờ. Anh mặc áo đen mà chơi nhạc là anh Cường. July, right? Ngày xưa yeah, July. And the reason I bring up that particular date is my very first day behind the desk in South Precinct, unfortunately, was the day that there was the shooting where five were shot in the Safeway parking lot in the Rainier Valley. Và nói về với cái tháng này là tại vì có một cái vấn đề bắn nhau. Khi ông mới về đây thì nó bắn nhau ở tiệm Safeway ở đường Rainier Beach. So, hai anh khỏe không? Trời ơi, nhìn
addressing and reducing gun violence has been the priority of me and my command over this past year. Stop people from doing the shooting and get the guns off the streets. Thì công việc của ông là giảm thiểu những cái vấn đề lẫn nhau và vấn đề mà cái này là tổ chức cái gì vậy anh Cường? Cái này của cảnh sát này, như cũng gì service đó, cái gì an ninh khu phố lại vậy thôi. 5 lần xong rồi, cái nhìn cũng vui ha, vui chứ. Nhờ Facebook là tụi em mới biết, mới chạy xuống đây á. Tại vì vấn đề súng ống nó gây ảnh hưởng tới cái của quý vị, thành ra cũng tranh thủ cái đường mà xe tàu nó chạy qua trong cái tuyển chọn những cái người cảnh sát trong tương lai. Unfortunately, we've lost a resource that we had for many years, which was a school resource officer that would often be involved and directly engaged in high schools and junior highs. The Seattle City Schools decided that they no longer wanted our officers in their schools, and that's been a challenge for us. Thì cái vấn đề ở đây là những người cảnh sát chịu trách nhiệm về mướn những cái người học sinh để tuyển chọn đó thì không còn chức làm việc tại những cái trường trung học, thành ra cái công việc tuyển chọn nó sẽ rất là khó khăn. But I agree with you completely. I think that good positive engagement between officers and our youth is a valuable thing that I'd like us to bring back. Thì ông cũng đồng ý là cái ý kiến mà có cảnh sát ở những cái trường học á sẽ giúp ích cho những người cảnh sát trong tương lai. So, that was an excellent question. I see another question over here. Yeah, she's still around. What about her? Yeah, she works with the youth. She frequently does the chess with youth. Down in that Rainier Valley area, and she's made incredible connections in the community. She's very valuable. Yep. Are there any other questions for me while I'm here? And also, a lot of people would like to take a picture with you. Oh, absolutely, yes. You know? Yeah. Especially the owner of the Full Arm restaurant. I'm going to ask her to come out and take a picture. Yes, absolutely. Yeah. Okay, so everything okay now? Yeah. Let's give a big hand to our police force right here. Yeah. Yeah. Yes, hurry up because, you know, he's a very expensive. I'll step over here, but thank you, thank you. Mà nói nha, những cái cây đó là cọ gọi là cây gimbal. Mấy trăm mấy á. Biết rồi, cây gimbal để nói nghe nó nặng lắm, cái tay mình cầm không có nổi. May mở cái chân của cây gimbal á, may gắn vô cái này, may xài thôi, cái gimbal may mua may xài không nổi, nó nặng quá. Chị em thấy nó nhỏ giống vậy nè. À, nó nhỏ vậy là chỉ là cái cây thôi, chứ nó không phải là để chống rung. Đen á, hả? Để chút đi, để đen á. Dạ. Sao không vô chị Hồng? Chụp ảnh vô. Rồi sắp tiền giấy. Tự nhiên nó chồng không vô mày. Vô thôi chị đi, để like. Thằng này. Last call. Hello, every year the night out happen in the third Tuesday of August
every year. This organized by the business owner, and we thank Jay Phạm. He the editor of the Vietnamese and Night, and he helped us to organize the night out for more than 10 years. And we appreciate for your help, business owner throughout this area. Help us. Without you, this event is not start at 6. Usually like now, 20. Out of the well-known Vietnamese singer, and now we finish our program tonight. And thank you very much.